Vâng, xin chào bạn trở lại với mình Pino, và hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi Left 4 Dead 2 cùng với bạn bè của mình. Bọn mình ra clip chậm là lý do là bạn bè của mình ý còn phải đi học với cả đi làm, nên là mới ra clip chậm như thế. Rất mong các bạn thông cảm nhá, vì bây giờ đợt cúc lớn rồi, mỗi người mỗi công mỗi việc. Và cứ cuối tuần là bọn mình lại xu về với nhau làm vài cái. Đấy, và hôm nay là tiếp tục trên chuyến tàu định mệnh. Game map này nó khó quá, bọn mình xin phép là đánh ít lệnh, chẳng hạn như là máu. Đấy, chẳng hạn như là cái túi cứu thương này này. Đấy, đấy cái túi cứu thương này này. Đấy, tại vì nó khó quá thật sự. Bây giờ bọn mình sẽ tiếp tục cuộc chiến. Ôi, té đi, té đi, té đi, té đi. Mày làm gì đây? Bọn mình không đánh lệnh bất tử đạn, bọn mình chỉ đánh một ít lệnh máu thôi các bạn ạ. Ôi, té đi, đủ mẹ. Con này dài vồn. Bây giờ mình không bắn cối nữa. Ôi, ôi, lửa. Giết nó, giết nó. Cút, cút ra. Ôi dồi ôi, tí thì ăn đá. Chết rồi. Rồi. Giết luôn. Rồi, té đi, té đi. Mình sẽ... Nãy em đang nói dở. Mình sẽ không bắn cối nữa. Tại vì các bạn phản ánh nhiều là tiết kiệm đạn quá. Đấy, thôi. Dẹp ngay con cối. Để không các bạn đỡ nói nhiều. Đấy rồi, lửa tiếp. Bọn mình sẽ đánh vài cái dụng cụ như là máu thôi. Thêm một chút đó là cái lửa. Đấy. Nào. Bấm cái này à. Nó bấm rồi. Té đi. Đồ quái ra đấy, quái ra đấy. Ném lửa, ném lửa. Lằng nhằng. Đấy, bọn mình xin phép đánh vài mấy cái dụng cụ thôi. Tí tăng ra thì thật sự cũng sợ là không đỡ được. Đồ mé. Đủ má. Tăng, 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 tăng. Ê, giết nó. Giết. Chém. Chém. Có tăng chém, bỏ ra chém, bỏ ra chém. Ôi, đầy nhiều thế. Nào. Sẽ tăng đến rồi, phê. Nào, anh ơi, cứu em. Thẻ đạn, thẻ đạn, thẻ đạn. Hết, hết cơ mờ đạn rồi. Đồ bên này sao không đi được này. Té. Làm gì. Đồ quái ra, quái ra. Tăng, 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 tăng. Đâu ấy, đâu ấy, đâu ấy. Nó đủ mé. Nghe tiếng này. Đấy rồi, đúng, nó ra đấy thật. Đấy, phải đứng đây luôn các bạn ạ. Mẹ con này khỏe thế. Ui ui, hai con, đủ mé. Bỏ cắt ra, chém, chém, chém. Chém. Chém lên. Đấy. Cứ gõ nó, nhiệt tình thôi. Nhặt đạn, nhặt đạn, nhặt đạn. Ồ. Oh. Ôi, đồng thế. Đủ mé, nó cắn tớ kìa. Mày làm gì đây? Ok kìa. Mày phân thân à? Làm gì? Đồ, quái đông quá.
À đùa bắn đường rồi này. À quên đi. Đủ thằng này. Thầy châu VL luôn. Mình vừa bị ợ. Vừa ợ vừa nói. Một cảm giác thật là phê. Chết rồi, hết đạn. À đây, đạn đây rồi. Quý kẻ kẹo đi, kẹo đi. Té đi. À đây đi được này. Mày, mày làm gì, mày làm gì. Ui, châu vãi nổi. Bắn thế mà. Bắn loi ruột luôn. Mày làm gì. Ngồi thay đạn. Lên đây, lên đây. Ui vãi cả đồi ạ. À. Chui qua được đấy à. Ui vãi đái. Còn lại quýt này. À. Chém á. Chém không, chém không. Chém. À. Nắm đâu. Dẫn, kiếm đâu, kiếm đâu. À. Ôi. À hai. Chết luôn. Phê phê phê. Té đấy. Trong nhà này có, trong này có gì này. Đạn lửa đấy. Đạn lửa đây. Đây đây, đây. Tôi để anh bỏ ra. Nhặt lửa, nhặt lửa, nhặt lửa. Nhặt nhanh, té, 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 té. Kệ đi, quýt kệ đi. Map này nhiều quýt lắm. Đi nào ơi. Đang ngay, đang ngay. Quýt đi. Té đi, té đi, té đi, 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 đi. Những anh lém lửa đằng sau. Thôi, kệ đi. Nam mày đi theo đằng này. Nam mày đi lên trên này, đi lên trên này. Thế á? Đủ mé. Tớ nhảy rồi cả mới bảo. Thôi chết, phí viên quá. Viên đạn lửa. Đây đạn lửa gì? Đạn gì tiếp ấy? Không biết là cái gì. Ô, bấm radar này, từ từ. Kiếm máu đã. Bổ máu đã, tính sau. Ai đã bấm rồi? Ai bấm đâu? À ừ, chưa bấm, mày thế. Đạn đây rồi. Ờ bấm nha, bấm nha. Lửa này. Bấm này, bấm này. Ok. Ơ, ấn nhầm ạ. Rồi. Ủa, ở đây cũng có lửa này. Lửa ra, ui, quả ra đồng vãi nồi. Ui, chết. Rồi. Ra quái, bên này cũng có quái thì phải. Thấy thằng... Ui, té. Vào đi. Vãi nồi, ui, quái đồng chứ. Cô ra. Rồi. Đủ mé. Uầy. Ô kìa, con Rocky kìa. Không tới. Cứu. À. Đủ mé. À đây, có lọ. Nhặt. Rồi. À, mình đánh vài cái túi cứu thương các bạn ạ. Đấy. Map này khó. Đủ. Thôi xong. Cái gì nó nổ nhỉ? Tại sao mình lại chết nhỉ? Thôi xong. Gì ai? Thôi xong, tớ sắp chết rồi. Thôi, tí nhặt cái ấy cứu tớ. Đồ. Vãi cả nồi ạ, xe tăng ạ. Xe tăng ạ. Thằng này bị kéo ai, em bị kéo ai. Rồi. Đồ, cần 2 sốc đấy. Xem kia có 2 sốc không. Đồ mẹ. Nghe đằng sau kìa, quái đằng sau kìa. Bomber đằng sau kìa. Đồ. Phải đồng thế.
Em ơi, ở gần thế cầm kata chém đi. Ô té 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 té. Anh ở đằng dưới chân kìa. Đồ mẹ. Ôi cứ đi đi, tí nữa xem có nhà nào cứu anh. Làm khán giả các bạn ạ. Kìa kìa kìa, cứu Nam kìa. Đi. Thốn. Đáng lòng tự nhiên không hiểu tại sao đại lại chết ạ. Đi. Lên trên cái thành này em này. Ui tăng ra, thôi xong. Đáng lòng rồi. Đồ. Thôi xong, nằm rồi. Ui. Khó quá. Đáng lòng. Khó quá. Rồi bọn mình sẽ tiếp tục lại. Thấy các bạn thấy chưa? Đánh lệnh còn không thắng. Có bị làm sao đây? Làm sao đây? Chết hết tối rồi. Đồ mé. Tôi phải reset map thôi. Reset map đi. Map khó quá. Đánh lệnh còn thua. Thôn. Rồi, lại tiếp tục. Rồi, trang bị từ đầu đến cuối đi. Thốn thế. Mình nhiệm vụ là lấy máu các bạn ạ. Đấy, mình nhiệm vụ lấy máu lấy lửa. Đấy, anh em mỗi người một công việc. Súng đâu nhỉ? Súng à? Đợi tí. Rồi. Quay đi. Mỗi người công việc. Rồi, té đây. Xong kia, đổi tên đi. Đổi tên cái nào. Rồi. Đổi tên đi. Mũ người đi, té đây. Ui. Chém chết mẹ đi. Wow, không có gì để mất nữa rồi. Té đi. Rồi, té luôn đi. Chém chết mẹ luôn đi. Đây đây. Nào nhanh lên. Tắt đèn. 1 2 3. Nào. Kìa nó cắn kìa. Mày lằng nhằng. Rồi. Thua làm lại. Cố gắng thôi. Nào nhanh lên, còn bấm bỏ ít máu ra. Đấy. Nào lửa. Cái pháo hoa của ai này? Đồ. Đồ, nhầm, mình lấy lửa. Quái hay ra đây lắm. Đâu. Ui, nó lên. Chém nó. Trời tao. Ủa.
ăn một gõ rồi. Rồi. Khó quá. Máu đây. Bố nhiệt tình đi. Máu ở dưới đấy không thiếu. Đâu xe nào? Xe à, có điện. Tớ nghe tiếng điện. Rồi. Tăng. Ôi quá nhiều quá. Tăng đang ngay. Dao. Chết rồi. Ô đu. Ui hai con ạ, à, định mệnh. Chém lên. Rồi. Máu đi. Thôi để máu. Ủa mẹ. Ừ, tưởng có một con. Ai dè. Rồi. Ra chỗ dưới cái xe mà xe tăng đi. Nó bắn đỡ cho. Khó quá. Ừ, nó bắn rồi. Ôi té đi. Ôi té đi. Rồi, nhặt đạn. Súng kìa, nhặt đạn kìa. Té đi, đây rồi, có lửa rồi, té đi. Đi luôn nha. Có lọ thuốc rồi, té đi. Đi vòng đi, vòng đằng sau tường luôn đi. Nhanh. Lại con quýt này. Ai không hiểu tại sao lại bị đẩy ra nhỉ? Thốn thế. Máu đi. Máu đi. Máu chưa? Này, máu này. Nhặt tạ bình trước đi. Thằng này khỏe vãi. Ôi té đi. Té. Nhanh. Ôi, té. Té đi. Đủ thằng máy chán vậy. Đồ. Ê, chả biết nó đâu luôn. Ờ, cứu nó đi. Ê. Mày làm ăn chán vai, đuổi việc đi. Má, nó còn đứng nó bú nữa. Rồi cho nó cái bình máu, mong là nhặt. Nó không thèm nhặt luôn, định mệnh nó. Kệ chào luôn đi. À, máy làm ăn chán vậy. Ôi nhanh lên đi. Hết lửa. Ôi, súng mới nhặt ngay. Ôi té. Bấm. Lửa đi.
Mẹ. Cứu tớ, cứu tớ. Rồi. Xe tăng không? Chưa chưa. Đấy rồi, đây đây, thấy xe tăng rồi. Chưa thấy, chưa có. Trời siêu cao luôn. Góc siêu cao các bạn ạ. Ôi té té té. Lùi 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 lùi. Chưa tớ chưa thấy xe tăng. Xe tăng kìa. Đây là nó đến đây rồi, xe tăng này. Ôi. Uống máu đã. Giờ con bomber kìa. Trước xe. Nó bắn phát thì sơ mơ lơ thật. Đây 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 là ngày. Chỗ nào đây, chỗ nào đây? Xe tăng luôn. Ô, đi mẹ, đi qua xe tăng ạ. Cái nổi gì đây? Chém. Rồi, té đi. Kệ đi. Ôi, tè đi. Có gì? Chích này. Ôi. Ôi, đi. Ê, thằng máy. Thằng máy chán VL. Đây rồi. Đây rồi, dễ rồi. Rồi. Tăng ra. Chưa thấy ở đâu. Đây rồi. Cứu anh kìa. Em bị dính rồi. Má, cái chuyện gì mẹ. Anh nhảy lên xe tăng rồi. Rồi, té đi. Cái chết luôn. Té đi. Tăng ra, đây rồi, tớ thấy tăng rồi. Té đi em ơi. Lên nè. Mở đường máu đi. Đây em ơi. Mở đường máu, té đi. Đây rồi, người máy của anh. Nào. Có thấy nhà không? Đây rồi, máy bay. Máy bay không mở được. Đủ rồi. Phải mở cái gì mới thủ được chứ? Rồi, vào à? Cứu, vừa bắn. Tớ bị trơn. Chỗ này. Rồi. Bắn đi.
Rồi, yes, cuối cùng cũng qua. Thật sự rất là khó. Vậy là xong ván rồi các bạn ạ. Và các bạn thấy hay, like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.